Trưa nay lại gặp các bác ở đây. Hôm trước em có làm một video về cái nói về những cái điều mà cần thiết khi mà chúng ta sử dụng xe hơi ấy, thì có một bác comment ở bên dưới bảo rằng là anh ơi hay bà bác ơi, bác làm một cái video là những cái dụng cụ hay là những cái thứ cần thiết nên có trên xe hơi đi. Thì trưa hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác như này. Đấy. Khi mà các bác sử dụng xe hơi, đặc biệt là những bác sử dụng xe hơi đời cũ, em không nói đời mới vì đời mới gần như là người nói trang bị cũng khá là hòm hòm rồi. Đấy, thì đặc biệt là những bác mua xe hơi đời cũ, đã là mua đời cũ thì đa số là những bác mua mới thì thường là kinh nghiệm chưa nhiều. Đấy, thì hôm nay em chia sẻ cái này là những cái thứ thực sự cần thiết khi các bác sử dụng xe hơi. Khi hay là nói cái khác là khi các bác đi xe hơi thì trên xe hơi nên có những gì. Đấy, nên có nhá, có thể có hoặc không có thì đấy là tùy các bác thôi nhá. Rồi ok, đi đây. Đây là cái xe của em. Xe của em đấy. Và xe của em thì gần như là kha khá, đồ cũng kha khá. Ôi chết, lại phải mở ra. Đó. Rồi, đây. Cái việc đầu tiên nhá, khi các bác đi xe hơi như này này thì không tránh khỏi những cái lúc mà các bác hay phải đi xa. Có những bác đi từ nhà đến cơ quan cả năm như thế thì không nói làm gì, nhưng mà có những bác phải đi rất là xa. Nhưng mà khi đi xa như thế trên cao tốc cao tiếc ấy, thì nó sẽ cần những cái dụng cụ gì để nó hỗ trợ được nếu chẳng may xe bị trục trặc. Ví dụ như trục trặc về máy, về động cơ, về khung gầm, về tất cả, xe không đi được. Đấy thì cần đến gara, cần đến thợ chuyên nghiệp, đúng không? Thế nhưng mà cái này em không nói đến cái vấn đề đó, và đã nói đến cái vấn đề mà chúng ta có thể khắc phục và xử lý những cái yếu tố mà bị lỗi mà chúng ta có thể tạm thời có thể khắc phục và có thể đi được. Ví dụ đi xa thì nó sẽ ảnh hưởng đến lốp. Và lốp này nếu như mà các bác bị thủng hoặc bị chém, bị chỉ mảnh gì nó chém, nó vỡ, nó thủng đi. Đấy, nếu nó thủng thì chúng ta làm thế nào? Nếu nó thủng mà nó hơi non thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Một cái bơm xe bằng điện. Các bác có thể sử dụng cái đầu kẹp bình hoặc là cắm vào tẩu thuốc để có thể sử dụng cái bơm này. Cái bơm này nó sẽ bơm trực tiếp vào cái bánh xe này cho các bác, để các bác có thể đi được 5, 10 cây hay là vài chục cây để cho nó khỏi non, khỏi hỏng tan cái lốp này luôn. Đấy, để các bác đi lại đến đấy và vào gara để có thể vá. Đấy, cái này là cái bơm lốp ô tô sử dụng điện 12V. Đấy. Ngoài ra nếu như mà không bơm được do thủng to quá thì ta làm thế nào? Đấy, lại có một cái giải pháp khác. Đó chính là một cái kích. Kích này là kích theo xe của em, và nếu như xe các bác cũ quá không có thì bác nên mua một cái. Cái này em nhớ không nhầm nữa, chỉ 500-600 nghìn thôi. Đây, kích như này. Đấy, đặt cái kích lốp lên và ra lốp, và cái dụng cụ ra lốp nữa. Dụng cụ ra lốp nữa. Đây. Đây, đây chính là tay kích. Cái tay kích này chính là cái tay để quay kích lên là một, cái thứ hai nữa là nó dùng để nó ra lốp xe, vặn ốc của bánh xe ra để thay vào đó một cái lốp dự phòng. Đấy, cực kỳ là hay. Nếu như mà không có hai cái này, không có hai dụng cụ này. Cái thứ nhất, nếu các bác cố đi thì các bác sẽ hỏng tan một quả lốp, mà quả lốp bây giờ nếu quả lốp xe em đang là hơn 3 triệu. Rất là tốn kém. Đấy. Thì nếu xử lý được thì các bác xử lý mất khoảng 10-15 phút và các bác tiếp tục hành trình được. Đấy, chưa kể có những cái bộ sản phẩm mà các bác có thể vá tạm thời, vá rút được. Đấy. Thì đấy là cái cần thiết thực sự. Còn một cái nữa là cái cảnh báo nguy hiểm. Cái hình tam giác cảnh báo nguy hiểm các bác. Đấy. Thường các bác mua online chắc chỉ rơi khoảng 100-100 nghìn. Nếu như xe các bác mà bị ở trên cao tốc như này này thì có thể đặt ở phía kia để xe khác nó biết trước, nó khỏi đâm vào xe mình. Đấy, nếu phải ở trên cao tốc, còn dưới thừa, còn thường dân Việt Nam chúng ta thì là thường là tận dụng các bạn, có thể là bẻ cành cây, đấy, chùm cây nào đó để ra xa để thay cái đó cũng được, không sao. Đấy, người Việt Nam mà. Rồi. Đấy là cái tạm cần thiết. Cái cần thiết tiếp theo, em đi vòng bên kia. Cái cần thiết tiếp theo mà em muốn chia sẻ với các bác ấy, đó chính là một cái camera hành trình. Các bác biết rằng là khi mà chúng ta ở Việt Nam hay là ở bất kỳ nơi nào cũng có tình trạng ăn vạ, đúng không ạ? Và nếu như bác xem ở trên online hay xem YouTube sẽ thấy gặp rất nhiều những cái trường hợp là đang đi ở ngoài này thì xe đi chậm chậm tự nhiên lao húc phát đầu xe lăn đùng ra là và ăn vạ, bảo rằng là húc vào tôi và đền tiền cho tôi, đúng không? Đấy, nhưng nếu như các bác đầu tư cái này thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đấy, kể cả sau này mà nếu mà các bác đang đi đúng mà ông kia ông đi ngược chiều, ông đâm huỳnh một phát vào các bác chẳng hạn. Đấy, hoặc là các bác đang dừng như này nhưng mà xe đằng trước nó lùi, nó đâm vào các bác chẳng hạn. Nếu như không có cái này, nó bảo rằng là các bác đâm vào đít xe nó thì các bác có cãi được không ạ? Rất là khó, đúng không? Nó cứ bảo là tôi đang đi thẳng, đang đỗ này, ông hút vào đít tôi ấy, làm sao nào, đúng không? Nhưng nếu có cái này thì sẽ biết được rằng là xe người ta lùi vào đầu, hoặc là xe người ta để trôi. Đã rất nhiều trường hợp như thế rồi đấy. Dừng đèn đỏ nhưng mà phụ nữ đi dừng đèn đỏ xong rồi nhả phanh ra, nó trôi từ 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 hút cái xe đằng sau, xong nó cứ tưởng là xe đằng sau nó hút vào xe mình.
như đấy không phải nhá. Nhiều trường hợp như vậy rồi camera hành trình có thể ghi lại. Nếu các bác thấy là trên xe không những có một camera hành trình, đây những cái camera hành trình nữa, hai camera hành trình. Đấy. Chưa kể em còn một bộ camera 360 độ xung quanh là cũng có thể lưu được lại cả bốn hướng nữa. Đấy, nói đến 360 độ thì chúng ta lại đằng sau lại một có một cái nữa mà chúng ta nên đầu tư. Đây. Đằng sau này thì có cái gì ạ? Đằng sau này sẽ có hai cái cực kỳ là quan trọng, và theo em, nếu như các bác mua một chiếc xe hơi cũ, dù cũ hay không, thì các bác nên đầu tư hai món này. Một là cái camera lùi. Cái camera lùi cực kỳ quan trọng nếu như các bác nào là lái mới, tài mới. Đấy, khi mà các bác đi mà sử dụng lùi xe trong nhà ra ấy, rất ảnh hưởng. Nếu như các bác không kiểm soát được xe, có thể là va vào cột, va vào đâu đấy, hoặc là đen đủi hơn có thể va vào vật nuôi, hoặc là đen đủi hơn nữa để mà khiến ta ân hận cả đời là vào con người, đúng không ạ? Đấy, cái điều đấy là cái điều rất là hại. Ngoài ra nếu mà các bác không muốn camera lùi, có thể lắp vào cho nó một bộ cảm biến lùi. Bộ cảm biến này trên thị trường nó dao động vào 800 đến hơn 1 triệu thôi. Nó có 4 mắt. Đấy, bộ cảm biến này là cái bộ mà khi mà các bác lùi đến gần vật cản, nó sẽ báo cho các bác luôn là cách còn khoảng bao nhiêu cm nữa là đến vật cản. Đấy, nó báo bằng cái cách để tít 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 cho các bác luôn. Đấy. Thì đây là cái dùng để cho các bác an toàn hơn khi các bác sử dụng xe. Đây thực sự mà nói thì đây không phải là cái vật dụng nhá các bác nhá. Đây không phải là cái vật dụng nên có trên xe, mà đây là những cái mà các bác nên lắp thêm trên xe để làm sao sử dụng nó ok hơn. Rồi ok, đi vòng đây còn cái nữa. Ra đây em còn chia sẻ một cái nữa. À đây này, chính là cái này này. Đây chính là cái cảm biến áp suất lốp mà em đã lắp vào thay cái van. Đấy. Và cái đồng hồ của nó ở trên này. Đây. Đồng hồ của nó trên này. Đồng hồ trên này nó hiển thị rõ là áp suất của từng lốp một, phía trước, phía sau, phía trái, phía phải, chi tiết đây này. Và nhiệt độ luôn. Nhiệt độ của lốp là bao nhiêu. Đấy, hiểu không? Các bác thấy không? Đấy. Cái này rất là hay. Nếu như các bác là đi trên cao tốc hoặc là đi đâu đấy mà tự nhiên thấy nó báo tít 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 cái thì là các bác kiểm tra luôn là nó bị làm sao. Còn nếu các bác cố đi thì có thể lại vỡ tan quả lốp luôn. Đấy nhá. Hả? Dây kích bình. À đúng rồi, bây giờ em không nhắc là mình lại quên. Đây nó lại cất đi vào đây, bây giờ lại quên. Đây. Cái này thì cái mà em cũng đã dùng mấy lần rồi. Hiện tại xe của em đã chạy 4 năm và em đã dùng mấy lần cái dây kích này rồi. Nó cực kỳ là tiện lợi. Có một lần em về Yên Bái, xe bình tự nhiên chết. Đỗ gần nhà bác tự nhiên bình chết, chả biết làm nào được. Cuối cùng là phải nhờ anh taxi đứng vào câu. Và các bác lưu ý nhá, cái bình xe ấy thì nó có thể chết bất cứ lúc nào, chứ không phải nó yếu dần rồi nó chết đâu các bạn. Đấy, bây giờ chạy vẫn ngon, cái đỗ lại uống cốc nước phát là chết luôn, chuyện bình thường. Thế nhưng mà cái dây bình này này để nó cứu trợ các bác để cái xe nổ được này. Đấy, đây chính là dây câu bình và nó lấy điện từ một cái xe khác để cấp thêm cho cái bình này và để xe nổ lên. Khi xe nổ lên ấy thì cái máy phát nó hoạt động và nó tiếp tục nó nạp cho bình và nó vẫn đủ vôn để cái xe hoạt động nhá, các bác lưu ý. Thì đây chính là dây câu bình nên có. Thường thường các anh taxi đa số là cũng hay có dòng này vì hay thường xuyên phải chạy trên đường mà. Đấy. Ngoài ra ấy thì các bác trên xe ấy, em khẳng định là trên xe gần như bác nào cũng sẽ có một cái dây sạc điện thoại như thế này. Đấy, vòng để cứu hộ những cái lúc mà điện thoại, những cái trường hợp mà điện thoại của bác hết sạch pin ấy mà xe lại bị trục trặc bị làm sao ấy thì cái này sẽ là cái cứu trợ cho các bác vì nó có thể sạc điện thoại. Và các bác nên lưu ý là chọn một cái dây sạc nào đấy nó có nhiều đầu. Cái dây này em chọn từ lâu rồi, mấy năm trước rồi, thành ra là những cái đầu nó còn hơi cổ. Bây giờ là có cái đầu Type-C và những đầu cao cấp hơn rồi. Đầu của iPhone 4, đầu của Samsung này, đầu của iPhone này. Đấy, để có thể sử dụng được cho nhiều loại sạc khác nhau. Đấy. Đấy là cái sạc điện thoại. Ngoài ra còn một cái cũng rất là nên có, đó chính là cái này. Xe của em lúc nào cũng có. Đi thường xuyên và gặp mưa. Mình là đàn ông ấy thì không sao, đi vô tư đúng không ạ? Đấy, có thể ướt đầu thứ là vô tư, ướt áo tí vô tư. Nhưng với các chị em phụ nữ thì có cái này cực kỳ là hay. Và nên mua cái ô nó ngắn ngắn gọn như thế này thôi, nó tiện này thôi. Để khi các bác gặp mưa, ví dụ như là chạy 20m mưa, kể cả mưa to thì các bác đưa lên, đưa đầu và đi vào, rơi đầu và đi vào trong thì nó không bị ướt người. Thì cái này sản phẩm này cũng rất là hay. Chẳng nhẽ thì vào đến trong nhà không giờ là ướt hết cả tóc cả tai, hay là phải đưa cái áo lên để mà che các thứ à, thì cũng không được. Thì cái này nó rất là tiện bởi vì nó để rất là gọn thôi. Đấy, để gọn trong này. Đấy. Rồi còn cái gì nữa không nhỉ? Nếu các bác có thể thì nên đầu tư cho mình thêm 4 cái chắn nắng nữa để đỡ ảnh hưởng đến những người ngồi. Mình là người lái xe thì có thể là không sao, nhưng mà những người quen, người thân của mình ngồi bên cạnh ấy, mà đi vào lúc chiều tà hoặc là lúc sáng 9-10 giờ ánh nắng hắt nhiều, ánh nắng đặc biệt là ánh nắng mùa hè, thì các bác nên có cái chắn nắng để dán một cái vào kính để cho nó đỡ nắng người ở bên trong. Đấy. Thế còn hôm nay thì cái clip này em cũng chia sẻ đến đây thôi, là tạm
tạm tạm những cái cần thiết các bác nên lắp trên xe. Thế còn clip hôm sau em sẽ chia sẻ với các bác là những cái lợi bất cập hại mà các bác không nên lắp trên xe các bác nhé. Đấy, những cái rất là cần thiết để trên xe thì rất nhiều. Đấy, thế tuy nhiên ý, thì vẫn có những cái đồ, những cái phụ kiện không cần thiết phải cho lên xe như thế này. Và cho lên như thế nó thậm chí nó có hại. Thế chính vì vậy mà cái tiêu đề của clip hôm sau là những vật dụng lợi bất cập hại khi để trên xe hay là khi lắp thêm cho xe các bác nhá. Rồi ok, xin chào các bác, hẹn các bác ở clip vào trưa mai.